Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của kênh Kinh nghiệm về lớp. Mình là Ngô Đức Hiền. Ok, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cách tải và cài đặt phần mềm giả lập Android tốt nhẹ phù hợp nhất trên PC. Tên phần mềm là Nox Player. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm. Đầu tiên các bạn sẽ lên trình duyệt web bất kỳ trên máy tính của các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn có lên đường link có tên là vn.bignox.com. Đây mình copy vô. Đây. Rồi ok, sau khi các bạn truy cập vào trang web này thì nó có giao diện như thế này nha các bạn. Để tải phần mềm này các bạn bấm vào mục tải ngay. Rồi, đây, nó đang tải sẵn đấy, các bạn ạ. Do mình đã tải sẵn rồi nên để tiết kiệm thời gian, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt luôn. Các bạn vào TTT. Trước khi cài đặt thì mình có lưu ý này đối với các bạn. Các bạn nên chọn máy tính có RAM 4GB trở lên nha. Các bạn nên dùng vi xử lý Intel Core i3 trở lên. Ok, dung lượng của phần mềm này là 324 MB nha các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các cài đặt cho các bạn luôn. Các bạn vào GPC download. Đây. Các bạn kích vào chuột phải của mục Nox Player này. Chọn Run as Administrator. Rồi. Sau khi bật lên thì các bạn bấm ngay vào mục Install này để cài đặt phần mềm. Rồi sau khi các bạn chơi xong thì các bạn bấm vào mục Start này nhé các bạn. Các bạn bấm ngay vào mục Start này để bắt đầu luôn. Các bạn chơi cho phần mềm này load đến 99% và bắt đầu vào giả lập rồi nha các bạn. Đây là giả lập Android 4.0 nha. Và đây là giao diện sau khi các bạn mới lần đầu khởi động phần mềm này. Các bạn bấm vào mục skip tutorial này để sử dụng. Chọn ok. Giao diện nó khá đơn giản thôi các bạn ạ. Vừa để sử dụng luôn. Đây, tất cả đều là bằng tiếng Anh nhá. Các bạn muốn cả tiếng Việt thì các bạn bấm vào hình bảy trắng này. Rồi các bạn vào một language. Ở đây các bạn chọn là tiếng Việt. Sau đó các bạn save setting. Rồi ngay lập tức nó chuyển sang giao diện tiếng Việt. Mà bấm xác nhận. Bỏ qua cái này. Đó. Các bạn cài phần mềm này để phục vụ nhu cầu giải trí chơi game của các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cài game từ APK trong máy tính. Các bạn bỏ qua mục cổng APK này này. Rồi các bạn tích vào cái này rồi chọn tôi biết rồi. Rồi
Rồi, bây giờ thì các bạn chọn chuyên mục APK lưu trong máy tính của các bạn. Sau đó các bạn chọn Open. Đây là phần mềm cài đặt của chúng ta. Nó mở ngay liền các bạn ạ. Đó. Đây là một phần mềm đua xe địa hình của Việt Nam này. Các bạn có thể tải phần mềm này trong đường link mình có để sẵn trong phần mô tả. Để thiết lập điều khiển những cái phím như thế này mà các bạn không dùng chuột thì các bạn dùng bàn phím, các bạn bấm vào đấy cái hình điều khiển bằng bàn phím này, rồi các bạn đưa chuột đến một vị trí nào đó, rồi các bạn chọn đúng nơi cần chọn phím, bấm chuột trái vào, rồi các bạn nhập tên phím cần điền ở đây. Chẳng hạn mình chọn là R. Tiếp theo là mình chọn đây. Các bạn chọn như ý muốn của các bạn thôi. Các bạn đưa chỗ sáng và chọn nước thì các bạn cũng bấm vào mục này. Và các bạn bấm vào cái hình này. Rồi, các bạn điều khiển điền phím vào đấy, sau đó các bạn cuối chỗ sáng và bấm lưu. Bây giờ mình thử chơi game này cho các bạn xem nhé. Y chang như thật luôn. Đây, phím home. Bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách thiết lập cả một số thứ trong gia lập này. Để thêm cái phím điều hướng này ở phía dưới màn hình thì các bạn bấm vào giao diện, chọn phím ảo phía dưới. Sau đó các bạn muốn thiết lập phím tắt, các bạn bấm vào đấy để thoát thoát ra màn hình chính. Nút trở về là ESC, thì chủ là Home, menu là Play Down, nhiệm vụ gần đấy là Play Up và vân vân. Các bạn muốn tăng cấu hình ngoài này thì các bạn cứ bấm vào đấy, các bạn tự chọn, và các bạn chọn tùy ý ở đấy, cao là 2GB RAM các bạn ạ. Rồi. Đó. Các bạn có thể tìm hiểu thêm nhé. Đây mình tích khởi động tự động và khởi động rút luôn. Rồi các bạn chọn khi ứng ý rồi các cái mục này thì các bạn bấm vào lưu cài đặt. Nếu như những cái mà các bạn cài nó cao cấp quá thì các bạn nên khởi động lại cái này. Các bạn ở phần mềm này các bạn có thể đăng nhập tài khoản Google của các bạn để sử dụng Google Play đấy nhá. Đấy, các bạn vào cài đặt này, các bạn vào một túi như này, cài đặt này. Bạn vào mục thêm tài khoản. Đây, bạn vào Google.
các bạn vào tiền có hoặc là tạo mở tài khoản các bạn. Các bạn điền tên, email và mật khẩu của các bạn vào. Rồi các bạn đã ok. Các bạn chọn tiếp này. Rồi như vậy là thêm tài khoản Google xong. Bây giờ các bạn có thể lên Google Play để tải phần mềm. Rồi các bạn tìm kiếm này, chẳng hạn bây giờ mình muốn tải phần mềm có tên là YouTube, rồi các bạn enter đây, mình cài đặt luôn, ba dấu chấm này, bấm cài đặt y hệt như trên điện thoại Android luôn các bạn ạ. Đây. Nó tải của này. Đó, y chang như thật luôn. Ở bên đấy các bạn có thể điều khiển điện thoại nhé. Ở đấy là xoay màn hình này. Đó. Các bạn vào hình cái kéo để chụp ảnh màn hình này. Bạn vào cái này để trợ giúp này, các bạn vào chức năng đa giao diện này, đây mình đây đang giảm ấm, tăng ấm, xem toàn màn hình, chức năng máy tính của tối này, ảo này, lắc điện thoại này, mình thử nhé. Đến thanh thông báo này. Nó cài đặt các bạn ạ. Ok, ngày hôm nay mình đã hướng dẫn tải và cài đặt sử dụng phần mềm Lock Player, một trong những giả lập tốt nhất trên PC laptop. Các bạn thấy video này hay, hữu ích hãy bấm like, chia sẻ video và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Nghiệm Vlog. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Kính chào tạm biệt các bạn.